Theo cầu của anh em thì hôm nay sẽ đi câu cá lóc bằng cái combo càng bò cạp carbon sáng ít toàn thân đại ngáo kết hợp với là máy sealer master ha. Mời anh em cùng xem hết clip mà. Và hiện tại cái combo này mình có để ở giỏ hàng ha. Anh em nhấp vào để xem thử nha. Nghe đồn là cái ao này cá trên 1 kg luôn. Mời anh em cùng xem hết clip thử coi có thật sự như lời đồn hay không nha. Còn càng bò cạp DN kết hợp với máy sealer master, hiện tại mình có để góc trái màn hình nha.